Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, trên thị trường vàng thế giới giá vàng đã tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam sau khi đã giảm vào phiên trước đó vì lợi suất trái phiếu tăng. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường vàng trong nước? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bản tin giá vàng trong phiên giao dịch sáng hôm nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thị trường vàng thế giới phục hồi trở lại. Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay ngày 22 tháng 10, giá vàng giao ngay tăng 0,14% lên 1.785,6 USD trên một ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 0,24% lên 1.786,1 USD. Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ 5, ngày 21 tháng 10 vì lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Dù vậy, kim loại quý vẫn nhận được một số hỗ trợ từ lo ngại về lạm phát cao kéo dài. Theo ông Fakwa Lazawada, nhà phân tích của Think Market cho biết lợi suất tăng rõ ràng là ảnh hưởng tiêu cực tới vàng. Nhưng đồng thời với áp lực lạm phát gia tăng, với giá dầu thô leo thang thúc đẩy nhu cầu đối với vàng, vàng vẫn bị mắc kẹt giữa ngưỡng kháng cự là 1.800 USD và mức hỗ trợ quanh 1.750 USD trên một ounce do các yếu tố xung đột, ông nói thêm. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên cao nhất 5 tháng khiến cho vàng trở nên kém hấp dẫn hơn vì làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng. Trong khi vàng được coi là hàng rào phòng ngừa lạm phát, việc giảm các biện pháp kích thích kinh tế và nâng lãi suất sẽ kéo lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao. Trong ngày 20 tháng 10 vừa qua, hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết mặc dù ngân hàng trung ương nên bắt đầu giảm bớt các biện pháp kích thích nhưng vẫn còn quá sớm để tăng lãi suất. Trong một lưu ý, các nhà phân tích của UBS cho biết kỳ vọng lạm phát tăng và kỳ vọng tăng trưởng chậm lại có thể hỗ trợ cho giá vàng trong 1 hoặc 2 tháng tới, mặc dù nó không phải là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chế độ theo hướng lạm phát kèm theo suy thoái. Ngân hàng dự báo giá vàng sẽ đạt 1.700 USD trên một ounce vào cuối tháng 3 năm sau và 1.600 USD trên ounce vào cuối tháng 12 năm 2022. Vàng cũng chịu áp lực khi mà thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục thu hút người mua. Trong ngày 21 tháng 10, Hiệp hội Môi giới Quốc gia NAR của Mỹ cho biết rằng doanh số bán nhà hiện tại đã tăng lên mức điều chỉnh theo mùa và hàng năm là 6,29 triệu căn vào tháng trước, tăng 7% so với mức của tháng 8 là 5,8 triệu căn. Dữ liệu bán hàng mới nhất vượt các dự đoán đồng thuận của thị trường với các nhà kinh tế trước đó, dự đoán doanh số bán nhà hiện tại tăng lên 6,10 triệu, đã giảm được kìm hãm nhờ chỉ số USD Index duy trì ổn định. Đầu phiên có thời điểm chỉ số đô la index xuống thấp nhất 3 tuần. Xu hướng ngắn hạn vẫn rất tiêu cực đối với đồng đô la Mỹ, yếu tố đang hỗ trợ cho giá vàng. Theo nhà phân tích Clive Alam của ONDA cho biết và nói thêm nếu chỉ số đô la index rớt xuống dưới ngưỡng 93 đến 93,5 điểm, giá vàng sẽ vượt 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Giá vàng SJC trong nước ghi nhận sự biến động tăng giảm không đồng nhất tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 21 tháng 10, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và hệ thống Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm giá vàng SJC 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm lần lượt là 150.000 đồng trên lượng và 160.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Tuy nhiên, tại tập đoàn Doji, giá vàng được điều chỉnh tăng đều 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra, trong khi tập đoàn Phú Quý không có sự thay đổi ở chiều bán ra so với buổi sáng, nhưng tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào. Hệ thống P&G vẫn giữ nguyên giá mua vào nhưng lại giảm 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Sau đây là giá vàng SJC được cập nhật tại một số thương hiệu kinh doanh lớn trong nước ở thời điểm chốt phiên giao dịch hôm qua ngày 21 tháng 10. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,40 cho đến 58,12 triệu đồng trên lượng ở chi nhánh Hà Nội và 57,40 cho đến 58,10 triệu đồng trên lượng ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,35 cho đến 58,05 triệu đồng trên mỗi lượng. Tại tập đoàn Phú Quý, niêm yết ở mức 57,50 cho đến 58,05 triệu đồng trên lượng. Hệ thống P&G niêm yết ở mức 57,40 cho đến 58,05 triệu đồng trên mỗi lượng. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 57,51 cho đến 58,02 triệu đồng trên mỗi lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi, ở thời điểm này, thị trường vàng trong nước không có sự điều chỉnh nhiều về giá. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.740.000, bán ra 5.810.000. SJC Hà Nội, mua vào 5.740.000, bán ra 5.812.000. Doji Hồ Chí Minh, mua vào 5.735.000, bán ra 5.795.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.735.000, bán ra 5.805.000. Pinji Hồ Chí Minh mua vào 5.730.000, bán ra 5.800.000. Pinji Hà Nội mua vào 5.730.000, bán ra 5.800.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 5.750.000, bán ra 5.805.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.751.000, bán ra 5.802.000. Mi Hồng mua vào 5.760.000, bán ra 5.785.000. Giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.735.000, bán ra 5.785.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.740.000, bán ra 5.790.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố cũng chưa có sự điều chỉnh về giá. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.740.000, bán ra 5.812.000. SJC Nha Trang mua vào 5.740.000, bán ra 5.812.000. SJC Cà Mau mua vào 5.740.000, bán ra 5.812.000. SJC Bình Phước mua vào 5.738.000, bán ra 5.812.000. SJC Huế mua vào 5.737.000, bán ra 5.813.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.740.000, bán ra 5.810.000. SJC Miền Tây mua vào 5.740.000, bán ra 5.810.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.740.000, bán ra 5.810.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.742.000, bán ra 5.815.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu tăng, biên độ tăng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng. Đầu tiên là nhận bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.105.000, bán ra 5.175.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng bố số 9 mua vào 5.065.000, bán ra 5.145.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. 24K mua vào 4.974.1 nghìn, bán ra 5.094.1 nghìn, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 3.674.1 nghìn, bán ra 3.874.1 nghìn, tăng 37.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.814.8 nghìn, bán ra 3.014.8 nghìn, tăng 29.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 1.960.7 nghìn, bán ra 2.160.7 nghìn, tăng 21.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.